Sau anh Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2022 mà lên sóng tiếp phục vụ cả nhà chiếc máy lọc không khí Panasonic VG50, một con máy ngon bổ rẻ, lành bền, full tính năng. Con này thì bên em đã tân trang sáng đẹp như trên hình các bác thấy. Đợt này lọc khí quá rẻ, con này bình thường trước có giá trên 3 triệu, bây giờ bán còn 2 triệu cả nhà nhé. Máy đã được vệ sinh trong ngoài sạch đẹp, đấu biến áp điện 220V, đấu biến áp điện 220V rồi, đầy đủ full tính năng, hẹn giờ, bao phần trăm độ ẩm, khóa trẻ em, các tính năng lọc khí bù ẩm, đầy đủ các tính năng các bác nhé. Cửa dâng, cửa vẫy, điều chỉnh các kiểu luôn. Con này thì màng HEPA đã thay mới ạ. Đấy, màng HEPA thay mới tinh. Đây, cả nhà yên tâm dùng vài năm không phải nghĩ nha. Cái màng này khi hỏng thì thay có giá là 300 nghìn ạ. Đây là màng than hoạt tính, rất là dày. 2 triệu cho một cái con máy lọc khí Panasonic thì thật sự ra đối với những cái con VIP như thế này thời điểm trước thì mua vào vốn còn chẳng đủ. Mà bây giờ bán ra chỉ có 2 triệu thôi ạ. Con này thì dùng cho phòng khoảng 30m2 đổ lại, 30m2 đổ lại cả nhà nhé. Bên đây là khu vực bình nước buồm. Màng tạo ẩm zin còn rất là mới này. Những ngày hanh khô hoặc là mình dùng phòng điều hòa thì mình cho nước vào mình buồm làm tăng độ ẩm lên, đấy, tránh gây khó chịu cho da. Con này em bán là 2 triệu, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào chốt thì các bác liên hệ nhé, bảo hành 1 năm. Chào cả nhà.